Máy đi, máy đi anh em ơi, phê chưa? Con này bự anh em ạ. Hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing. Là em đi rất là sớm anh em ạ, đi từ 5 giờ sáng và bây giờ cũng đến nơi rồi. Ở đây thì là nó làm con kênh mà ngày xưa mà em đánh được hai con chim ấy các bạn. Hai con chim ở cái mạn đằng kia kìa. Em vừa đi qua cũng có quay cái cảnh vào cho anh em xem đấy. Thì hôm nay em sẽ chui trong đây đánh, bởi vì trong đây cái địa thế ngồi thấy ngon hơn. Chết rồi, trời lại có tí mưa phùn các bác ạ. Cần thì em sắp tới đây sẵn rồi. Bây giờ là em giải em sáu đó. À quên. Lấy cái túi mồi. Túi mồi 6. Đánh sớm đi. Lục phang đây tí lăng xê cắm giải đặt đây anh em. Rồi, chỗ này đi. Ở đây bác nào còn quên kính này. Câu đây kính kính cận các bác ạ. Câu quên cả kính thế này. Để tạm trên đây nhá. Nào anh em có ra tìm còn thấy để đây tí này ngoài gọng nó vỡ mất. Chung với kính này thôi, đầu đẻo này thôi mà nó gọng này khi nó đắt phết đấy các bác ạ. Này tiền triệu đấy. Trước em bị cận em biết rồi. Cái gọng nhựa chung bước đều mà giá rất là cao. Bắt đầu đến anh em ạ. Đánh cái lăng xê này nó rất là hay các bác ạ. Cái cần này nhá, nó có cái chỗ này. Các nhìn nhá, tháo ra xong rồi cắm đằng sau, thế là mình cắm được cần luôn chứ không phải mang cái chống cần lên gì, nó rất là phức tạp. Bây giờ nó cũng rất là tiện lợi các bác ạ. Mồi đánh bằng loại mồi gạch đấy thì ra là chỉ cần cắm ngay được, không cần phải bóp biết gì cả. Rất là nhanh. Mà đánh nó hiệu quả hơn cái lăng xê truyền thống của anh em mình câu rất là nhiều. Em giờ em bỏ cái bộ môn lăng xê truyền thống từ lâu rồi, đánh nó không hiệu quả luôn đấy. Không nhìn đường cước của con này đâu. Rồi, nó giải thêm hai cân AC ở cái góc mặn này các bác ạ. Làm thêm hai cần ở chỗ này đi. Ok.
công tác chuẩn bị xong xuôi hết rồi các bác, bây giờ chỉ cần chờ cá vào thôi. Em vừa ném mồi nó rất là động, chắc là cũng phải khoảng tiếng nữa thì cá nó vào đấy. Với lại là ở đây thì nó thật sự với anh em mà nước nó rìa bờ nó nông quá, nên là em cảm giác đánh đục nó không hiệu quả đâu. Cái này nó chưa được khoảng 40cm nước các bác ạ, nên tỷ lệ cá to vào rất là hiếm. Mà thôi kệ đi, đã chót đánh rồi thì cứ đánh thôi. Em ra cả bật luôn. Úi, cô cần cắn anh em này, dùng rồi. Đúng xuống vàng các bác ơi. Ui, đóng anh em ơi. Bỏ chuông nào, nó kêu đích tai quá. Đóng rồi. Á nhờ, có to anh em ạ. Có vợt. Máy hôm nay là mang vợt đi anh em ơi. Ôi trời ơi, con này to. Á chà. À cá chim. Rồi, lại anh có vợt rồi. Chim, ok. Con này cắn à? Không phải. Ok anh em ơi, vợt em bẻ dài quá. Dài quá là yếu. Ok. Wow. Chim anh em ạ, ơi chim to luôn đấy. Chim to anh em ơi. Ngon luôn. Đóng nhiều lưỡi quá các bác này. Này anh em nhìn rõ không? Sợ thật em ngâm mồi nó vẫn còn nguyên luôn. Mồi nó đóng một lưỡi vào mắt sâu quá. Ơ, khổ thân chú quá. À chết rồi. Nó đóng vào cái lưới vợt anh em ạ. Ok. Ủa cái rằng nó sợ chưa anh em. Trên đây gặp đàn chim rồi. Ôi đừng. Đây các bác này. Con này nó lại đúng là một đàn chim như là cái đợt chim lần trước anh em nhé. Phê chưa? Cho túi đã. Ngon thật đấy. Ở đây. Con này chắc khoảng cân 7 cân 8. Ufu. Đây là anh em này, cái cụm mồi nó còn nguyên luôn các bác ạ. Nó mới tan được một ít thôi. Mới tan được mỗi ít. Ở đây đánh năng C là hiệu quả anh em ạ. Bởi vì nước ở ngoài sâu, còn rìa bò ở lông lắm. Em đánh lục nó được có mấy chục phân. Mồi hãy còn nên không cần phải thay đâu anh em ạ. Thích luôn. Chuông đâu nhỉ? Vừa lăng xì nhằng nhặt ném cái chuông đâu anh em ạ? Vừa ném cái chuông đâu nhỉ? À đây. Có cái chuông này báo cá rất là tốt, mỗi tội là nó kéo cá hay nó kêu nhiều đứt tai.
Osake. Rồi, trong lúc chờ đợi cá cắn này làm luôn gói mì tôm sống ăn trưa anh em nhé. Mọi hôm đi mang nồi niêu đi, hôm nay nửa không mang. Nhà sống. Nhưng mà đi câu kéo nó cũng không quan trọng về ăn uống anh em ạ. Có những lần em đi làm cả đêm về xong em đi câu luôn, không ăn sáng, không ăn trưa luôn anh em ạ. Đi câu đến 4 giờ chiều về. Mà cảm giác nó kiểu như là nó háo hức, nó đục con cá, thành ra nó không cảm giác thấy đói. Nhưng bình thường mà ở nhà ngồi vậy thì không ngồi được các bạn. Ở nhà mà anh em chỉ ngồi khoảng 10 giờ đã cảm giác đói lắm rồi, không chịu rồi. Nhưng mà đi câu lại khác. Cho tí súp vào để ăn cho ngon anh em nhé. Làm ít thì mặn này. Có cái vị chua cay của súp vào ăn ngon. Bữa trưa đạm bạc, các bác ăn trưa với em nhé. Câu ở đây thì rất nhiều cá, rất là sướng các bác ạ. Nhưng mà nó tiếc một cái là nước ở chỗ ở rìa nó hơi lông. Đấy, thành ra là người ta đi vào, người ta đi kích ở rìa cũng rất là nhiều. Đấy, mà nước nông quá thì đánh lục nó khó lắm anh em ạ. Kể ra cái đây mà nó sâu được khoảng 1 mét thì ngon. Nhưng mà thực tế của nó thì nó chỉ khoảng 40 phân thôi. Em đánh thì cá con nó không buồn vào các bác ạ. Chỉ có ném đăng xê này. Đăng xê mình ném ra xa thì hay được hàng. Em lên đây là lần này lần thứ 3 rồi anh em ạ. Lần thứ 3 rồi thì toàn đăng xê được. Lục trước là nào được con nào luôn. Nước quá nông. Đây, dẫn anh em ra thăm cái vị trí đằng trước đánh nhá. Các bác còn nhớ cái bụi này kia không? Đẹp nhỉ, chỗ này đẹp cực kỳ luôn. Ở đây ngoài đây. Ủa, kẻ đào vừa nên mà đánh ở đây thì đẹp này. Để thấy chỗ này nhìn còn đẹp, ở chỗ này còn đẹp hơn nữa này. Ui, bèo mọc chi chít này các bác ạ. Quá là tuyệt vời. Phong cảnh núi non kỳ vị. Lại có hàng. Đóng rồi. Cậu bé. Biển con. Viền con, lục phi. Được một nhóc lục phi anh em ạ. Bảy màu. Ăn nó bụng mồi sợ thật. Đóng 4 năm nữa người anh em nhé. Cậu bé. Được một chú rô phi. Cái loài mồi nó tan hết rồi các bạn. Chuẩn bị thay nước mồi mới. Của em chưa gạch. Gạch bóp cho nhanh chưa đang xây. Hay mùi lâu lắm. Cần phải cắn, cần phải cắn. Cắn, cắn anh em ơi. Cắn rồi. Còn hàng rồi. Hàng anh em ơi. To. Bự. Con này to anh em ạ. Wow. Tháo tháo chuông nữa, đỡ kêu anh em nhá. Bự bự. Quá wow, chà chà. To rồi. Chạy đâu. Chim chim. Chim to.
máy đi anh em ơi, phê chưa? Con này bự anh em ạ. Vào đây. To 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 phết anh em ơi. Cô ở đây đấy ạ. Chạy làm sao được. Ui, lê. Mắc luôn vật. To phết. Tuyệt vời. Ui, về luôn các bác này, con này to phết. Con này chắc phải 2 cân đấy. À. Ui, con này đập sợ thật. Dã man. Ui, con này to lắm các bác ơi. Để mình đấm gỡ nói quá nhá. Mày đập này. Một lưỡi. Ui cái răng này phải lấy cây gậy các bạn, răng sắc như răng người luôn. Này thì nó đớp phát là mất miếng thịt luôn các bạn ạ. Thôi. Rồi. Wow, wow, wow. Rồi, ok anh em ơi, con này nó rơi sẽ khoảng cũng cân 8 đùng cùng bằng con kia luôn. Tuyệt vời. Về chưa anh em ạ? To dã man. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hai chú. Vừa xuống còn nguyên cục mồi đã cắn rồi. Thế mà mới kinh khủng chứ. Đóng vào cái vợt này thì hơi khó gỡ đấy các bác nhá. Đóng vào cái vợt này khó gỡ quá. Nó kiểu như những nhiều lưỡi ấy. Nó không như lăng xê thường của mình. Nhiều lưỡi quá anh em ạ. Thôi ok, cục mồi này vẫn đánh lại được quá nhá. Mồi vẫn cứng, vẫn đánh lại được. Đánh luôn. Cứng đơ. À, cái này nó rát vào linh này. Rát linh rồi. Kệ đây, quật luôn. Cho nó nóng. Thôi muộn là thu đồ về anh em ạ. Các bác ngồi bên kia cũng về hết rồi. Mấy ông bên kia nay ngồi không được con nào. Móm. Kiểu như là bắt đầu thời tiết nó trở lạnh ấy. May quá sao em mẹ đánh được 2 con. Hàng một rufi nó 3. Bên này ở bên đây cái bờ các bạn, cái bờ kiểu như bên ở bên bồi ấy, bên đây nó là cái bên nó xoài là chỗ này nó rất là lông, nhưng bên kia rất là sâu anh em ạ. Bên kia có cua rất là sâu. Buổi sau em sẽ sang bên kia đánh, không đánh ở chỗ này nữa.